Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 42. Gia-cốp thấy xứ Ai Cập có lúa bán ra, bèn nói cùng các con trai mình rằng: sao bay ngơ ngẩn nhìn nhau vậy? Lại rằng: này, cha nghe dưới xứ Ai Cập có lúa bán, bay hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta, hầu cho chúng ta sống và khỏi chết chứ. 10 người anh của Joseph bèn xuống Ai Cập đặng mua lúa. Nhưng Gia-cốp không cho Benjamin em Joseph đi cùng các anh, vì nghĩ rằng: ta nên giữ chừng, kẻo xảy ra đều rủi ro cho nó. Xứ Canaan bây giờ cũng đói, nên các con trai của Israel cũng đổ xuống Ai Cập mua lúa như các người khác. Vả lúc này chính Joseph cai trị trong nước và bán lúa cho cả dân bản xứ. Các anh Joseph bèn đến sấp mình xuống trước mặt người. Joseph thấy nhìn biết các anh mình, nhưng giả làm mặt lạ cùng họ, nói một cách sẵn rằng: các ngươi ở đâu đến? Đáp rằng: ở xứ Canaan đến đặng mua lúa. Vậy Joseph nhìn biết các anh mình, nhưng họ nhìn lại chẳng ra. Joseph nhớ lại điềm chiêm bao mình đã thấy về anh em mình, liền thét rằng: các ngươi là thám tử, đến đây đặng dòm hành những nơi yếu óp của xứ ta. Đáp rằng: thưa Chúa, chẳng phải vậy. Các tôi tới Chúa đến đặng mua lúa mà thôi. Chúng tôi đây đều là con một cha vốn nhà lương thiện, chẳng phải là thám tử đâu. Người đáp lại rằng: chẳng phải, các người đến đặng dòm hành những nơi yếu óp của xứ này. Đáp rằng: kẻ tôi tới Chúa có 12 anh em, con của một cha, nguyên xứ Canaan. Này, một người đã đi mất biệt, còn người út hiện bây giờ hãy ở lại nhà cùng cha chúng tôi. Joseph nói: ấy, quả thật như ta đã nói, các ngươi là thám tử. Đây là điều ta thử các ngươi. Ta chỉ mạng Pharaoh mà thề rằng, hễ em út các ngươi không đến đây, thì chẳng bao giờ các ngươi ra khỏi chốn này được. Hãy sai một người nào trong bọn các ngươi về dẫn em út xuống, còn bao nhiêu thì phải ở tù lại đây. Lời các ngươi phải thử đã, rồi ta sẽ biết các ngươi nói đó có quả thật chăng. Nếu chẳng thật, thì ta chỉ mạng Pharaoh thề rằng, các ngươi là thám tử đó. Đoạn Joseph truyền đem giam họ chung trong ngục 3 ngày. Ngày thứ 3, Joseph nói cùng họ rằng: ta kính sợ Đức Chúa Trời, hãy làm như điều này thì được sống. Nếu các ngươi vốn nhà lương thiện, thì hãy để một người nào ở tù lại đây, còn bao nhiêu đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi. Đoạn hãy dẫn em út xuống đây, thì lời các ngươi sẽ cho là thật, và các ngươi chẳng phải chết. Vậy họ nghe theo. Họ bèn nói với nhau rằng: quả thật, chúng ta cam tội cùng em ta rồi. Vì lúc trước, ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi nó xin nhờ ơn, nhưng ta không khứng cho. Vậy nên, tai vạ này mới xảy đến cho chúng ta. Ruben đáp rằng: anh há không có nói cùng các em rằng, chớ phạm tội này cùng đứa trẻ đó sao? Nhưng các em không nghe, nên bây giờ huyết nó đòi chúng ta thường lại. Vả Joseph vẫn dùng người thông ngôn nói chuyện lại cùng các anh, nên họ tưởng Joseph chẳng nghe hiểu. Joseph xây mặt qua chỗ khác mà khóc. Đoạn xây mặt lại nói chuyện cùng họ, bèn bắt Simeon trong vòng anh em truyền trói lại trước mặt họ. Joseph truyền đầy tớ xúc lúa đổ đầy bao và để bạc lại trong đó cho mỗi người anh em, cũng để thêm lương thực dùng dọc đường. Đầy tớ làm y như lời. Đoạn anh em chất mấy bao lúa lên lưng lừa rồi đi. Đến quán, một người trong bọn mở bao ra cho lừa ăn thóc, thấy bạc mình ở tại miệng bao, bèn nói cùng anh em rằng: bạc của tôi trả lại hiện trong bao tôi đây. Các anh em nhát gan, vừa nói với nhau vừa run mà rằng: Đức Chúa Trời đã làm chi cho chúng ta đây? Các anh em trở về cùng Gia-cốp cha mình tại xứ Canaan,
thuật lại cho người nghe mọi nỗi đã xảy đến rằng: Người đang làm chúa tại xứ Ai Cập nói với chúng tôi cách sẵn sớm, cho chúng tôi là thám tử. Song chúng tôi có thưa cùng người rằng: Chúng tôi vốn nhà lương thiện, nào có phải là thám tử đâu. Chúng tôi được 12 anh em, con một cha, một người đã đi mất biệt, còn người út hiện bây giờ ở nhà cùng cha tại xứ Canaan. Người làm chúa xứ đó dạy rằng: Làm như vậy, ta mới cho các ngươi là lương thiện. Hãy để lại cùng ta một người nào trong bọn các ngươi, còn bao nhiêu sẽ đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi. Đoạn, hãy dẫn em út đến cho ta. Vậy ta mới biết rằng các ngươi chẳng phải là thám tử, nhưng là người lương thiện. Ta sẽ giao em lại cho, và các ngươi sẽ được buôn bán trong xứ này. Vả, đang khi các anh em trút lúa mì ra bao, này đâu trong mỗi bao có gói bạc của mỗi người. Cha và các anh em thấy những gói bạc mình đều lấy làm sợ hãi. Gia-cốp cha họ bèn nói rằng: Bay làm mất các con tao. Joseph đã mất biệt, Simeon cũng mất biệt, mà bây giờ lại muốn dẫn Benjamin đi nữa sao? Các nông nổi này đều đổ lại cho tao hết. Ruben thưa lại cùng cha rằng: Cha hãy giao em nơi tôi sẽ dẫn về cho. Ví bằng chẳng dẫn em về, thì cha hãy giết hai đứa con trai tôi đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng: Con út tao sẽ chẳng đi xuống với bay đâu, vì anh nó đã chết rồi, chỉ còn một mình nó mà thôi. Nếu điều rủi ro chi xảy đến cho nó nơi dọc đường bay đi, tất nhiên bay làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ xuống âm phủ. Chương 43. Vả sự đói kém trong xứ lớn lắm. Khi nội nhà đã ăn hết lương thực ở xứ Ai Cập đem về rồi, thì cha các người ấy dạy rằng: Bay hãy trở xuống mua một ít lương thực cho chúng ta. Giuđa thưa: Người đó có nói quyết cùng các con rằng: Ví em út không theo xuống với các ngươi thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Nếu cha cho em đi với thì chúng tôi mới xuống Ai Cập mua lương thực cho cha được. Bằng không thì chúng tôi chẳng trở xuống đâu, vì người đó đã nói rằng: Ví em út không theo xuống với các ngươi thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Israel quở rằng: Sao bay khéo tệ cùng tao mà tỏ cho người ấy rằng bay còn một em nữa? Thưa rằng: Người đó hỏi kỹ càng về chúng tôi và về bà con chúng tôi rằng: Thân phụ các ngươi còn sống chăng? Còn có một người anh em nào nữa chăng? Chúng tôi có đáp các lời hỏi đó. Há dĩ biết người đó sẽ dặn chúng tôi rằng hãy đem em út xuống đây sao? Giuđa lại thưa cùng Israel cha mình rằng: Hãy cho đứa trẻ theo con, thì chúng tôi sẽ đứng dậy đi, hầu cho chúng ta, nào các con, nào cha, nào các cháu của cha đi, đều được sống và khỏi chết. Con sẽ bảo lãnh em cho, cha sẽ cứ nơi con mà đòi em. Nếu không dẫn em về, không để em trước mặt cha, thì con đây sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Vả, nếu không có điều dùng dằn thì chúng tôi đã đi và về được hai lần rồi. Đoạn Israel cha các anh em nói rằng: Nếu việc đã thế kia thì bay phải làm thế này. Hãy lấy trong đồ hành lý những thổ sản quý nhất của xứ ta, một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và mộc dược, phi tử và hạnh nhân, đem dâng cho người đó làm của lễ. Hãy đem theo một số tiền bằng hai, đặng thối hồi tiền mà họ đã để lại nơi miệng bao của bay. Có lẽ là một sự lộn chăng? Bay hãy đứng dậy đi, dẫn em út theo và trở xuống đến người đó. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng xui cho bay được ơn trước mặt người và tha đứa em kia và Benjamin cho bay. Còn phần cha, nếu phải mất con, thì cha chịu phận vậy. Vậy, các anh em đem theo của lễ và một số tiền bằng hai, cùng dẫn Benjamin đồng đứng dậy đi xuống Ai Cập mà ra mắt Joseph. Vừa khi Joseph thấy Benjamin đi theo xuống với, bèn truyền cho quản gia rằng: Hãy đưa các người này vào nhà trong, bắt con gì làm thịt và nấu dọn đi, vì trưa này họ sẽ dùng bữa cùng ta. Quản gia làm theo y như lời dặn, đưa họ vào nhà Joseph. Anh em thấy mình phải đưa vào nhà Joseph thì sợ hãi và nói với nhau rằng: Ấy cũng vì số tiền đã để lại vào bao chúng ta lần trước, nên họ mới đem chúng ta vào chốn này, đặng tìm cớ xông vào đánh chúng ta, bắt chúng ta làm tôi mọi,
và chiếm đoạt mấy con lừa của chúng ta. Mấy anh em bèn đến gần quản gia của Joseph thưa cùng người tại ngoài cửa mà rằng: Xin Chúa tha lỗi cho. Anh em chúng tôi đã đến đây một lần rồi đặng mua lương thực. Và khi trở về đến nhà quán mở các bao ra, này số bạc của mỗi người đều ở tại miệng bao mình. Cân nặng bao nhiêu đều y như bấy nhiêu. Này, chúng tôi có đem lại số bạc đó, và cũng có đem thêm số bạc nữa đặng mua lương thực. Chẳng biết ai để bạc lại trong bao chúng tôi. Quản gia đáp rằng: Mọi việc đều bình yên, đừng sợ chi cả. Ấy là Đức Chúa Trời của các ngươi, tức Đức Chúa Trời của cha các ngươi, đã ban vật quý vào bao. Còn bạc các ngươi thì đã có giao cho ta. Đoạn người dẫn Simeon đến cùng anh em, rồi đưa anh em vào nhà Joseph, đem nước ra cho rửa chân và cũng cho những lừa ăn cỏ nữa. Các anh em bèn sửa soạn của lễ, đợi trưa Joseph về, vì có hay rằng mình sẽ ăn bữa tại nhà này. Khi Joseph trở về, các anh em bèn lấy của lễ đã đem theo dâng cho Joseph tại nhà, rồi cùng sấp mình xuống đất trước mặt người. Người liền hỏi thăm họ mạnh giỏi thế nào và nói rằng: Người cha già mà các ngươi đã nói cùng ta đó được mạnh khỏe chăng, còn sống chăng? Đáp rằng: Kể từ tới Chúa là cha chúng tôi, vẫn mạnh khỏe và còn sống. Đoạn họ cúi đầu và lại. Joseph nhướng mắt thấy Benjamin em ruột con trai của mẹ mình thì hỏi rằng: Đó có phải em út mà các ngươi đã nói cùng ta chăng? Và tiếp rằng: Con út ơi, cầu xin Đức Chúa Trời làm ơn cho ngươi. Vì thấy em mình nên Joseph tức lòng cảm động, lật đật bước ra ngoài tìm nơi nào đặng khóc. Người vào phòng nhà trong và khóc. Đoạn rửa mặt bước ra làm bộ chắc gan mà nói rằng: Hãy dọn bữa ăn đi. Người ta dọn cho Joseph ăn riêng và cho các anh em ăn riêng. Người Ai Cập ăn chung cùng người cũng dọn cho ngồi riêng nữa, vì người Ai Cập có tánh gớm người Hebrew nên không ăn chung được. Vậy các anh em bèn ngồi lại trước mặt Joseph, lớn nhỏ tùy theo thứ tự mình, ngơ ngẩn mà nhìn nhau. Joseph sai đem mấy món đồ ăn trước mặt mình cho các anh em, nhưng phần Benjamin lại nhiều gấp năm của các người khác. Họ uống và ăn ngon vui cùng Joseph. Chương 44. Joseph bèn truyền lệnh cho quản gia rằng: Hễ các người đó chở nổi bao nhiêu thì hãy đổ lương thực cho họ đầy bao bấy nhiêu, rồi để bạc của mỗi người lại nơi miệng bao họ. Lại hãy để cái chén bằng bạc ta tại miệng bao chung với bạc mua lúa của người Úc nữa. Quản gia bèn làm y như lời Joseph dặn mình. Ngày mai, trời vừa sáng, người ta cho các người đó và lừa về. Khi đi ra khỏi thành chưa xa, Joseph nói cùng quản gia rằng: Ngươi hãy đứng dậy, đuổi theo mấy người đó. Khi theo kịp rồi hãy nói rằng: Sao các ngươi lấy oán trả ơn như vậy? Có phải cái chén này là của chúa ta thường dùng uống rượu và bói chăng? Các ngươi đã làm một việc chẳng thiện đó. Quản gia theo kịp, lặp lại mấy lời ấy. Các anh em bèn đáp rằng: Sao chúa nói như vậy? Chẳng bao giờ kẻ tôi tới chúa có tưởng làm đến việc thế này. Đây, từ xứ Canaan chúng tôi có đem bạc đã được nơi miệng bao xuống giao lại cho người thay, dễ nào lại có ý mong ăn cắp bạc hay vàng của dinh chủ người sao? Xin cho kẻ tôi tới nào mà người tìm được cái chén đó phải chết đi, và chính chúng tôi sẽ làm tôi mọi cho chúa. Quản gia đáp: Ừ thôi, hãy làm như lời các người đã nói. Ta tìm được chén nơi ai thì người đó sẽ làm tôi mọi cho ta đó, còn các ngươi thì vô tội. Tức thì mỗi người lật đật hạ bao mình xuống đất và mở ra. Quản gia lục soát, bắt từ bao anh cả lần đến bao em út. Cái chén bèn tìm đặng trong bao Benjamin. Mỗi người xé áo mình ra, chất bao lúa lên lưng lừa, rồi cùng trở lại thành. Judah cùng anh em đồng vào đến nhà Joseph. Người hãy còn ở nơi đó. Họ bèn sắp mình xuống đất trước mặt người. Joseph hỏi: Các ngươi gây nên nông nổi chi vậy? Há chẳng biết một kẻ như ta đây có tài bói sao? Judah đáp: Chúng tôi sẽ nói cùng Chúa làm sao, sẽ phân lại làm sao, sẽ chữa mình chúng tôi làm sao.
Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tới Chúa rồi. Này, chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tay đều làm kẻ tôi tớ cho Chúa. Nhưng Joseph đáp rằng, ta chẳng hề có ý làm như vậy đâu. Người mà đã bị bắt được chén nơi tay sẽ làm tôi mọi ta. Còn các ngươi hãy trở về nhà cha mình bình yên. Judah bèn lại gần Joseph mà thưa rằng, vì Chúa ngang vai Pharaoh, xin lỗi Chúa, chớ nổi giận cùng kẻ tôi tớ để tôi nói một lời cho Chúa nghe. Chúa có hỏi kẻ tôi tớ rằng, các ngươi còn cha hay là anh em nào chăng? Có thưa lại cùng Chúa rằng, chúng tôi còn một cha già cùng một con trai đã sinh muộn cho người. Anh ruột đứa này đã chết rồi, nên trong vòng các con của mẹ nó còn một mình và cha thương nó lắm. Vả, Chúa có dặn rằng, hãy dẫn nó xuống đến ta, hầu cho ta thấy nó được tận mắt. Và chúng tôi có thưa lại cùng Chúa rằng, đứa trẻ chẳng lìa cha được. Nếu lìa ra thì cha sẽ chết. Nhưng Chúa lại dạy, nếu em út không theo các ngươi xuống đây thì các ngươi chẳng còn thấy mặt ta nữa. Nên khi chúng tôi trở về nhà kẻ tôi tới Chúa là cha tôi, thì chúng tôi có thuật lại cho người nghe những lời của Chúa. Kế ấy, cha lại biểu chúng tôi rằng, hãy trở xuống đặng mua một ít lương thực. Chúng tôi thưa lại rằng không được. Nhưng nếu em út đi theo cùng thì mới trở xuống được, bằng không thì chúng tôi không thế ra mắt người đó. Kẻ tôi tới Chúa là cha tôi đáp rằng, bay biết rằng vợ ta sinh cho ta hai đứa con trai. Một đứa đã từ ta đi mất biệt, ta cũng đã nói chắc đã bị thú dữ xé rồi, vì đến bây giờ chưa thấy lại. Nếu bay còn dắt đứa này đi khỏi mặt ta nữa, rủi có điều tai hại chi xảy đến cho nó, tất nhiên bay sẽ làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ. Cha thương em út tôi lắm, cho đến đổi hai linh hồn khắng khít nhau. Nếu bây giờ khi tôi trở về nơi kẻ tôi tới Chúa là cha tôi mà không có em út đó, thì khi vừa thấy con út không còn nữa, chắc người sẽ chết. Nếu vậy, các tôi tới Chúa sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi, cũng là kẻ tôi tới Chúa, đau lòng xót dạ xuống âm phủ. Vì kẻ tôi tới này có chịu bảo lãnh đứa con út đó mà thưa rằng, nếu con không đem em về cho cha thì sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Vậy bây giờ xin cho kẻ tôi tới Chúa ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. Vì nếu đứa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy điều tai họa của cha tôi ư? Chương 28. Đã được cứu như vậy rồi, chúng ta mới biết cù lao đó tên là Manter. Thổ nhân đãi chúng ta một cách nhân từ hiếm có, tiếp rước chúng ta thay thải gần kề đống lửa lớn đã đốt vì đang mưa và trời lạnh lẽo. Phaolô lượm được một bó củi khô quăng vào trong lửa. Sải có con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra quấn trên tay người. Thổ nhân thấy con vật đeo thòng lòng trên tay người bèn nói với nhau rằng, thật người này là tay giết người, nên dầu được cứu khỏi biển rồi, nhưng lẽ công bình chẳng khứng cho sống. Nhưng Phaolô rải rắn lục vào lửa, chẳng thấy hề chi hết. Họ ngờ người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết tức thì, nhưng đã đợi lâu rồi chẳng thấy hại chi cho người, bèn đổi ý mà nói rằng, thật là một vị thần. Trong chỗ đó có mấy đám ruộng thuộc về người tù trưởng của đảo ấy tên là Publiu. Người này đãi đằng chúng ta cách mến khách lắm trong 3 ngày. Vả cha của Publiu này đương nằm trên giường đau bệnh nóng lạnh và bệnh lỵ. Phaolô đi thăm người, cầu nguyện xong đặt tay lên và chữa lành cho. Nhưng đó ai nấy trong đảo có bệnh đều đến cùng Phaolô và được chữa lành cả. Họ cũng tôn trọng chúng ta lắm, và lúc chúng ta đi thì sửa soạn mọi đồ cần dùng cho chúng ta. Sau đó 3 tháng, chúng ta xuống tàu ở Alexandria mà đi, là tàu đã qua mùa đông tại đảo đó và có hiệu là Dioscur. Tới thành Syracuse rồi, chúng ta ở lại đây 3 ngày. Từ nơi đó chạy theo mé biển Cilicia tới thành Rhegium. Đến ngày mai vì gió nam nổi lên, nên sau 2 ngày nữa chúng ta tới thành Busola. Ở đó gặp anh em mời chúng ta ở lại với 7 ngày, rồi thì đi đến thành Roma. Anh em trong thành này nghe nói về chúng ta bèn ra đến Forum Appius và chỗ 3 quán mà đón rước chúng ta.
Phaolô thấy anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và vững chí. Khi chúng ta đã đến thành Roma, Phaolô được phép ở riêng với một người lính canh giữ. Sau 3 ngày, người mời các trưởng lão trong dân Giuđa nhóm lại. Đến rồi người nói rằng: Hỡi anh em, dẫu tôi chẳng từng làm điều gì nghịch cùng dân chúng hoặc cùng thói tục tổ phụ chúng ta, mà tôi còn bị bắt tại thành Jerusalem và nộp trong tay người Roma. Những người này đã xét việc tôi rồi thì muốn tha ra, vì tôi chẳng hề làm điều gì đáng chết. Song người Giuđa chống cự điều đó, nên buộc tôi kêu nài đến Caesar, nhưng chẳng phải có ý kiện bổn quốc ta đâu. Ấy vì cơ đó mà tôi đã xin gặp anh em và nói chuyện với, vì là bởi sự trông cậy của dân Israel nên tôi mang lấy xiềng này. Các người ấy trả lời rằng: Chúng tôi chẳng tiếp thơ từ xứ Giuđa nói về việc anh, và chẳng ai trong anh em đã đến mắt cho chúng tôi hay là nói xấu về anh nữa. Dù vậy, chúng tôi muốn biết anh nghĩ làm sao, vì về phần đạo này, chúng tôi biết người ta hay chống nghịch khắp mọi nơi. Họ đã hẹn ngày với người, bèn đến thăm tại nơi nhà trọ rất đông. Từ buổi sáng đến chiều, người cứ làm chứng và giảng giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môi-se và các đấng tiên tri mà gắng sức khuyên bảo họ về Đức Chúa Giê-xu. Có người chịu tin lời người nói, có kẻ chẳng tin. Bởi chưng họ không đồng ý với nhau và ra về, nên Phaolô chỉ nói thêm một lời này: Đức Thánh Linh đã phán phải lắm khi Ngài dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán cùng tổ phụ các ngươi rằng: Hãy đến nơi dân này và nói rằng: Các ngươi lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà không thấy gì. Vì lòng dân này đã nặng nề, họ bịt lỗ tai nhắm mắt lại, e rằng mắt mình tự thấy, tai mình tự nghe, lòng mình tự hiểu, và họ trở lại mà ta chữa cho lành được chăng? Vậy hãy biết sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời này đã sai đến cho người ngoại, những người đó sẽ nghe theo vậy. Phaolô ở trọn 2 năm tại một nhà trọ đã thuê. Người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời và dạy dỗ về Đức Chúa Giêsu Christ cách tự do trọn vẹn. Chẳng ai ngăn cấm người hết. Thi Thiên 148. Hallelujah! Từ các tầng trời hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả. Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi cả cơ binh Ngài, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi hết thảy ngôi sao sáng, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi trời của các tầng trời, hỡi nước trên các tầng trời, hãy ngợi khen Ngài. Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, vì Ngài ra lệnh thảy bèn được dựng nên. Ngài lập cho vững các vật ấy đến đời đời vô cùng, cũng đã định mạng, sẽ không có ai vi phạm mạng ấy. Hỡi các quái vật của biển và những vật sâu, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va từ nơi đất. Hỡi lửa và mưa đá, tuyết và hơi nước, gió bão vâng theo mạng Ngài. Các núi và mọi nõng, cây trái và mọi cây hương nam, thú rừng và các loài súc vật, loài côn trùng và loài chim, những vua thế gian và các dân tộc, công hầu và cả quan xét của thế gian, gã trai trẻ và gái đồng trinh, người già cả cùng con nhỏ. Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả. Sự vinh hiển Ngài trỗi cao hơn trái đất và các tầng trời. Ngài đã cất cái sừng của dân sự Ngài lên, là sự ngợi khen của các thánh Ngài, tức của dân Israel, là một dân ở gần bên Ngài. Hallelujah! Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báu của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài.
Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.